Ok, rồi. À, con kinh ảnh lễ xưa. Con ảnh đại sư. Giờ bắt đầu được chưa? Dạ, xin Dạ cho con. dạ bắt đầu được rồi, con xin sư ban cho chúng con bài pháp thoại. Đó là trong bài giảng trưa nay chúng tôi muốn cùng với các vị quay lại với một cái đề tài rất là phổ biến, rất là phổ biến ở trong giáo lý của mình. Có một điều đó là để giảng bài này chúng tôi phải kết hợp cùng một lúc hai bộ kinh, đó là Tăng Chi và bộ Milindapanha. Tại sao tôi nói phổ biến là bởi vì đây là cái bài kinh, đây là cái giáo lý mà tôi nghĩ là ai cũng có nghe rồi, ai cũng nghe rồi. Nhưng mà tự nhiên bữa nay đặc biệt là sau khi đóng lại cái râm intensive ngày chủ nhật và để chuẩn bị cho cái khóa học trực tiếp tại Thụy Sĩ tuần sau. Trong lúc mà chuẩn bị bài vở đó thì chúng tôi có nhớ ra một chuyện, đó là nhiều khi mình học cái cao siêu mà đôi khi đó mình không có nhớ, không có hiểu tới nơi tới chốn. Mà trong khi đó nếu mình quay lại những cái đơn giản á, mà mình hiểu nó tới nơi tới chốn thì nó còn tốt hơn. Bài giảng này chúng tôi dựa vào trong chánh tạng và chú giải của bộ Tăng Chi cũng như là bộ Milindapanha, tức là Việt Nam gọi là bộ Kinh Tiên. Tôi nói về cái đề tài gọi là hạnh tu theo bốn đại. Hạnh tu theo bốn đại thì đa phần mình tưởng mình biết rồi, đa phần mình tưởng là nghe cái đề tài mình tưởng mình biết rồi, nhưng mà mình xét kỹ lên là cái biết mình nó tới chưa. Hạnh tu theo bốn đại là sao? Tức là theo trong A Tỳ Đàm ấy thì một nửa thế giới này á, là vật chất và một nửa nó là về tâm thức, tức là danh và sắc. Và cái gọi là vật chất á, nói gọn nó chỉ là bốn đại thôi, tức là từ mặt trăng, mặt trời, các vì sao tinh tú, các thiên thể trôi dạt trong cái không gian vô tận, cho nên chiếc lá, một giọt nước, một hạt sương, thì tất cả đều gói gọn ở trong bốn đại thôi. Đương nhiên là bốn đại đất nước lửa gió phải được định nghĩa khác đi so với cái nhận thức và kiến thức của phàm phu chúng ta. Thì đất mà hiểu theo cái nghĩa mà phổ thông ấy, nó không có giống như trong A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm đất chỉ là trạng thái thôi, nó rất là trừu tượng. Đấy, thì chỉ với cái định nghĩa đó nó mới bao hàm được những cái trường hợp vật chất mà nó vi tế cho đến cực vi bất khả phân. Tiếng Hy Lạp gọi là atome, atomic, là chia không được nữa. Theo trong A Tỳ Đàm thì một cái hạt bụi mà bay trong gió đó, nó là một tổ hợp vật chất, nó là một tổ hợp vật chất tối thiểu gồm 8 thứ sắc pháp, đó là đất nước lửa gió sắc khí vị vật thực, tức là dưỡng tố ấy. Thì ở trong khoa vật lý gọi là energy, tức là năng lượng. Thì tổng kết lại đó thì đất ấy, nó chỉ là cái gì nó thuộc về, nó có cái trạng thái cứng mềm, nặng nhẹ thô mịn nhám. Không, cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám thì cái đó gọi là đất. Nước ở trong A Tỳ Đàm định nghĩa nó là nó gồm những cái thuộc tính như là tan chảy, ngưng tụ và kết dính. Đấy. Còn lửa là nhiệt độ, dầu lạnh hay nóng ở cái mức nào thì tất cả các nhiệt độ thì đều gọi là lửa.
Và gió đó nó gồm các thuộc tính là xê dịch, di động, cái căn phần và áp suất, thì gọi là gió. Thì định nghĩa A Di Đà là vậy đó. Thì với những định nghĩa như vậy đó thì chúng ta mới có thể thấy rằng bốn đại còn ở khắp nơi. Nó là một nửa vũ trụ và một nửa gọi là tâm thức, nhớ nha. Thì tâm thức nó gồm có hai, đó là tâm thiện và tâm ác. Đúng ra còn tâm phàm và tâm thánh nữa, nhưng mà ở đây thì tôi chỉ nói tâm thiện và tâm ác thôi. Thì tâm thiện cái cấu trúc của nó vẫn là 1 + 13 + 14, 1 + 10 rồi. Tâm thiện là 1 + 13 + 25, còn tâm ác là 1 + 13 + 14. Đó là công thức. Còn cái vật chất á, thì nó gồm có công thức là 4 + 24. Thay vì nói 28 thì mình phải nói là 4 + 24, có nghĩa là bốn đại làm nền cho 24 thứ vật chất đi cùng với nó, được sản sinh ra từ nó. Tôi đi một vòng để xác định một điều là bốn đại nó là một nửa vũ trụ, nó là một nửa vũ trụ. Và chúng ta có nhiều chuyện để nói, để hiểu, để ghi nhớ về bốn đại. Một là chúng ta hiểu về cái bản chất, cái vận hành, cái cấu tạo của nó, để thấy rằng những cái gì mà mình thấy ghê gớm nhất, mình cho là ghê gớm nhất, từ nhà cửa xe cộ tài sản nó chỉ là của tạm thôi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai nữa đó, hình ảnh về bốn đại đó, nó là một cái gợi nhớ rất là quan trọng và đơn giản để chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống của mình. Thì cái pháp tu gọi là theo cái thuộc tính của bốn đại là sao? Rõ ràng bốn đại nó thuộc về vật chất, mà mình tu theo cái hình ảnh của bốn đại là sao? Ở đây nó có hai trường hợp bà con gạch đầu dòng nha. Tu theo bốn đại nó gồm có hai trường hợp. Một là tu cho mình, và hai là tu cho người. Một cái cuộc tu hoàn hảo á là phải có mình và có người. Cái sự vĩ đại của vị chánh đẳng giác ở chỗ là trong suốt cái thời gian còn là Bồ Tát thì ngài phát huy triệt để cả hai cái lý tưởng này cho ta và cho người. Trong khi đó ở độc giác và tinh văn ấy thì cho mình nhiều hơn cho người. Đấy, cho mình nhiều hơn cho người. Nhớ cái đó. Mặc dù cho mình cũng đã là cho người rồi đó, nhưng mà nó hạn chế. Còn đằng này thì một người muốn trở thành Phật ấy là phải coi cả hai cái chuyện cho mình và cho người nó quan trọng, đều là quan trọng hết, mới là trở thành Phật tổ, trở thành cái vị gọi là cha lành của muôn cõi. Đặc biệt là chỗ đó, khi thành Phật rồi thì ai ngày cũng thương, người hữu duyên là ngày độ, không có kể nơi chốn xa gần, và đặc biệt là căn cơ nào ngày cũng thấy được hết và biết cái cách nói làm sao và để có thể độ được cho tất cả chúng sinh. Thì để làm, để có được khả năng này thì trong suốt thời gian tu học, học hạnh Bồ Tát đó, thì ngài phải lấy cả hai, cái lý tưởng tự lợi và lợi tha, nâng nó lên ngang với nhau. Cho nên trong kinh mới nói là cái ý nghĩa của Phật đạo nó gồm có ba. Một đó là Buddhatacharya, tức là hành trì để nhắm đến cái Phật quả cho mình. Thứ hai là nha tathacharya, có nghĩa là để hỗ trợ cho những người thân quyến và cũng như những người mà có công với mình trong thời gian tu học, tu tập ba la mật. Và cái cuối cùng là lokathacharya, nghĩa là cho tất cả chúng sinh, kể cả những người không có quan hệ gì với mình hết. Đấy. Thì trong bài giảng sáng nay tôi sẽ lần lượt nói về cái hành tu như đất, hành tu như nước, hành tu như lửa và hành tu như gió. Như đây có nghĩa là chúng ta căn cứ vào những cái thuộc tính của từng thứ mà xem nó là cái điểm gợi nhớ cho cái chuyện tu học với mình. Tu như đất làm sao? Thì ở đây tu như đất nó có hai trường hợp, như nước cũng có hai trường hợp, lửa cũng có hai trường hợp và gió cũng có hai trường hợp. Hai trường hợp đó là như tôi vừa nói, tu cho mình và tu cho người. Tu cho mình là sao? Trường hợp thứ nhất là trường hợp tu như đất. Tu như đất mà cho mình đó là sao? Có nghĩa là có được một cái nội tâm kiên định. Một nội tâm kiên định không có bị xê dịch dời đổi. Đất thì muôn thở nó là đất. Đất nó muôn thở là đất. Dầu cho người ta có đối xử với đất đó là sao, thì đất nó cũng không có vì vậy mà nó có phản ứng khác nhau. Nhớ nha, không buồn, không vui, không thương, không ghét.
thì cái hạnh tu như đất ấy, cái khía cạnh đầu tiên là tu cho mình, nghĩa là có được một nội tâm kiên định trước mọi cái cảnh đời, trước mọi cảnh đời. Và như rất là nhiều lần tôi nói, cái hạnh tu như đất nó có nhiều điểm đặc biệt lắm. Có lúc chúng ta tu, chúng ta phải giữ tâm mình nó như cái mặt đất. Có lúc chúng ta phải tu, chúng ta giữ cái tâm mình nó như là cái nền gạch. Đất với gạch nó đều là đất hết á, không? Cái đất nung, cái đất tươi, đất sống thôi, nhưng cái nào cũng là đất hết. Nhưng mà tại sao có lúc mình phải tu như là đất, như cái mặt đất, cái đất tươi, có lúc tu như là đất nung? Tại sao vậy? Tu như là cái sàn gạch, tại sao vậy? Tu như cái miếng đất tươi ấy, đất tươi này đất chưa có qua nung đốt ở một cái nhiệt độ nào hết, này gọi là đất tươi. Có nghĩa là mặt đất á, dầu mình có đổ rác lên trên đó thì nó cũng không có vui, không có buồn. Cái đó thì bà con hiểu. Bây giờ mình có tưới tẩm bông hoa trang hoàng đó thì nó cũng không vì vậy mà nó vui. Đấy, là một khía cạnh của đất. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, đó là khi mình tu đôi lúc mình phải giữ tâm giống như cái nền đất tươi là sao. Tôi nói hoài, ở nhà quê Việt Nam ấy, nó những người nhà nghèo á, cái nền nhà của họ nó chỉ là đất thôi chứ không có tiền để tráng xi măng hay là lót gạch. Và cái điều đặc biệt á, là vì cái nền nhà bằng đất cho nên là người ta chỉ dọn rác trên đó thôi. Dọn rác tuy như có miếng giấy hay là bịch ni lông hay là cái vỏ chai gì đó, họ thấy cái gì mà nó hơi bề bộn họ dẹp dọn. Chứ còn cái nhà bằng đất nó có đặc điểm thế này, nó kỵ rác chứ không có kỵ bụi. Là vì sao? Là bởi vì bụi và đất nó là một. Nó đặc biệt cái đó. Khi ai có nhà đất thì biết, trên một cái nền đất thì mình chỉ quan tâm đến rác chứ mình không quan tâm đến bụi, bởi vì bụi nó có rất là đất thì mình cũng biết. Cát, bụi mà nằm trên đất không sao hết, bởi vì tụi nó là một family, là một gia đình, một family, một group. Mình cho nên nhà cái nền trên nền đất là mình chỉ dọn rác thôi, chứ còn mà ngoài ra là bụi nó không sao hết. Thì có lúc trong đời sống này là mình phải có cái nội tâm giống như là cái nền đất vậy đó. Có nghĩa là cảnh đời này, bao nhiêu thứ bụi đời mình đổ được đó, nó cũng không làm cho đất, cho cái nền đất bị ảnh hưởng đó. Còn tại sao mà có lúc mình tu như nền gạch, đặc điểm như thế này: trên cái nền gạch bóng càng sạch càng bóng chừng nào đó thì chúng ta càng dễ phát hiện, càng dễ phát hiện ra những cái bụi, những cát trên đó. Thì đời tu cũng vậy, nói trong cái hạnh nhẫn, hạnh xả đó, trong trường hợp cần nhẫn cần xả đó, thì chúng ta phải giữ cái tâm nó giống như cái nền đất vậy. Nhưng mà trong cái chuyện gọi là cảnh giác, trong cái chuyện phòng hộ, trong cái chuyện thu thúc lục căn ấy, thì cái tâm nó phải giống như cái nền gạch bóng vậy đó. Có nghĩa là có một tí gì là phát hiện ngay, có một tí gì là phát hiện ngay. Mình không có tu tập tuệ quán, mình không có sống chánh niệm, không, thì mình không có ngờ được là cái tâm của mình nó đầy bụi hết trơn, mình không biết. Nhưng mà khi mình sống chánh niệm, khi mình tu tập tuệ quán tứ niệm xứ, thì lúc bây giờ mình cái tâm mình nó giống như một cái nền gạch bóng vậy đó, có một chút gì đó mình biết liền, đây có một chút gì đó mình biết liền, biết đây là ngã mạn nè, biết đây là bủng xỉn nè, biết đây là ganh tị nè, biết đây là sợ hãi nè, biết đây là tức giận nè, biết ở đây là ghen tuông nè, biết. Nhưng mà để thấy được cái đó, đó là cái tâm mình nó phải giống như cái nền gạch bóng vậy đó, nền gạch sáng sạch nên. Cho nên cái chuyện đầu tiên tu như hạnh tu như đất là vậy đó, tức là tu cho mình đó, là mình phải nhớ tu cho mình là mình phải giữ cái tâm giống như một cái nền đất, khi cần nhẫn cần xả, và nên giữ cái tâm như một nền gạch bóng là khi nào cần thu thúc, cần cảnh giác với phiền não, không? Thì đó là trường hợp một, tức là tu như đất mà cho mình. Còn tu như đất mà cho người làm sao? Theo bộ Milena Benha đó, thì cái hạnh tu như đất mà cho người là làm sao? Có nghĩa là mình phải có cái khả năng che chở cho người khác, mình có khả năng làm điểm tựa cho người khác. Đấy, nhiều người trong room này nghe giảng như vậy sẽ quay lại với cái mặc cảm tự ti của mình, nói rằng tôi nghèo, không, tôi già, tôi bệnh, tôi yếu, tôi dốt, thì tôi làm sao tôi làm điểm tựa cho người khác được? Sai bé. Không có ai trong cuộc đời này mà không có khả năng giúp cho người khác. Phải nhớ, phải chết cũng phải nhớ câu đó, không? Tôi còn nhớ cái chuyện này mà tôi xúc động lắm. Là cho tôi phép tôi giấu tên.
tôi đang kể chuyện một người cư sĩ và một vị hòa thượng Bắc Tông, một vị cư sĩ Nam Tông và một hòa thượng Bắc Tông. Một vị hòa thượng Bắc Tông ở Nha Trang ấy, người Huế nhưng mà Nha Trang giờ tách rồi. Ngày đúng là ngày người Huế nhưng mà sau 75 thì cũng tình hình đất nước đó, rồi ngày cũng trôi dạt, cuối cùng là tóc ở Nha Trang. Ngày bị bệnh, đó là ngày lâm trọng bệnh, tưởng chết rồi. Thì coi như là huynh đệ học trò các nơi về thăm và cũng khổ lắm. Các vị biết từ Sài Gòn ra đó là phải là một ngày một đêm, người biết không? Sài Gòn Nha Trang có 500 cây rồi, đi ngày một đêm là sao? Là xe nó khó lắm, khó lắm. Khó lắm. Đi xe rồi xe hư, rồi xe mà nó chở đầy đồ đạc, rồi nó bị công an chặn, sợ bắt, rồi đồ lậu gì lắm lắm, nó lâu lắm. Vậy đó mà tới thăm rồi được, có người đem tới như này được có đâu có 2 kg nếp thăm bệnh đó, mà nghèo đến mức chỉ cho được 2 lít nếp. Có người cho ngày được mấy chai dầu gió, có người thì cho ngày mớ rau cải củ quả gì đó, có người thì nhín cho tí tiền. Thì khi đem ra thăm ngài đó thì ngài nói câu này: quý vị thấy tôi mà, một ngày từ sáng tới tối tôi hấp được nửa chén cháo là tôi đã giỏi, tình trạng của tôi vẫn tệ lắm. Nhưng mà bà con cho bao nhiêu tôi cũng mừng, tôi cảm ơn hết. Bà con thấy không đó, đó, đó. Cái đống đó, dầu gió, rồi rau cải, gạo, nếp gì đó, thấy không? Đó. Bà con biết mà, tôi một ngày hấp có nửa chén cháo, mà bà con thấy, tôi nhận hết. Thứ nhất là tấm lòng của bà con, của anh em huynh đệ về thăm. Nhưng mà cái quan trọng là chung quanh cái khu vực này, này rất nhiều tăng ni, Phật tử, đồng bào, họ cũng bệnh, họ cũng đói như tôi vậy đó. Không? Cho nên đó là bà con nói thiệt với bà con, mà cho bà con đừng có người hiểu lầm, tôi cũng bệnh, không nhận mấy này là cái gì. Không? Tôi nói thiệt, bà con vừa biết mất một cái rồi là mấy cái này được phân phối ngay trong ngày. Thì cái câu chuyện đó dĩ nhiên do một người đệ tử kể lại ở trên Internet. Nhưng mà cái tôi học được ở đây có nghĩa là một cái thân già tàn phế gần chết, mà có ai ngờ lấy cái uy tín của mình, lấy cái phước riêng của mình lại làm điểm tựa cho người khác. Có ai ngờ được một cái ông, bây giờ đừng kêu hòa thượng, kêu ông cụ đi, một ông cụ mà tàn tật phế gần như phế liệu vậy đó, mà vẫn là điểm tựa cho rất là nhiều người. Đấy, rồi chưa hết còn nữa, ngài rất giỏi tiếng Hán, ngài nằm thoi thóp vậy đó, cứ mà học trò nó thấy khỏe khỏe đi vô nó hỏi, thì ngày đêm kiến thức một đời, ngày ra ngày dạy, ngày đâu có nói nhiều, ngày nói kiểu mà thoi thóp vậy mà cũng gặp chữ khó hỏi. Cho nên suốt thời gian nằm bệnh là 9 tháng trời, mà tới lúc ngày lành rồi, ngày đi về Huế, mỗi lần ngày kể là ngày vui lắm. Ngày nói 9 tháng đó, tôi làm việc nhiều hơn 9 năm tôi khỏe. Bởi vì 9 tháng đó, có ai ngờ tôi nằm mà tôi dạy học không? Không ai ngờ. Có ai ngờ 9 tháng đó mà tôi nuôi biết bao nhiêu là tăng ni, có ai ngờ không? Ai ngờ. Mà tôi hồi khỏe rồi ai nuôi đâu. Khỏe rồi về Huế thì ok, thì Phật tử ngày thì cũng đem cơm vô vậy thôi, chứ còn có ai cho như nhờ cái bệnh đó nhiều lắm. Nhờ bệnh đó, rồi thuốc men, đồ ăn, thức uống cho, rồi nhờ vậy nó mới dạt ra cho cái đám mà không có uy tín, không có tiếng tăm đó, nhờ vậy nó ké. Cho nên tôi nói là lần nữa, đừng bao giờ nghĩ này, đừng bao giờ nghĩ là mình bệnh, mình già, mình nghèo, mình dốt không giúp ai. Sai. Khi mà anh có cái lòng của đất, anh có cái lòng chở che đó, thì tự nhiên đó, anh làm được nhiều chuyện. Có ai biết được những cái người phụ nữ Việt Nam gầy gò, tông teo, dốt rác, mù chữ, với cái đòn gánh trên vai nuôi chồng học tập tù tội, nuôi cái đám con cả 5-7 đứa nuôi tút lút rã vậy, rồi tìm cách gửi tàu cho đi vượt biên nữa chứ. Ghê đấy, biết là có cái lòng thôi, khi có cái lòng đã làm mặt đất để chở che cho người khác, nó làm được nhiều chuyện hay lắm. Thì nãy bây giờ tôi muốn kể chuyện một cái bà cư sĩ Việt Nam, bà có mấy đứa con, mà trong đó có đứa trời ơi, nó nghèo xác sơ, giúp bao nhiêu nó cũng lỗ, cũng mất hết trơn, bị gạt có, đầu tư ngu có, rồi nhà có những cái chuyện này chuyện nọ phải tiêu xài có, cuối cùng là giúp bao nhiêu. Mà có lần bà nằm bệnh, mấy đứa con trong đó có đứa nước ngoài, có đứa ở trong nước, nói chung hầu hết là khác, 4-5 đứa vậy. Mà trong đó có đứa bị ốc lên giữa vậy đó,
mà nó tôi nói nó khổ, mà cứ bả ngã bệnh vậy đó là mấy đứa kia nó về nó nuôi bả, nó lo bả, nó gửi tiền thì cứ bả chích chích ra một phần cho cái đứa đó. Mà kỳ kỳ đó cũng trời thương, sau có lần nó bị bệnh thì thằng này nó có được cái tiệm sửa xe, mà cái tiệm đó là đi ra từ cái số tiền mà mấy đứa con nó giúp cho bả dưỡng bệnh. À, mà bà giấu và cứ ráng kia cấp một chút vậy đó, mà sao đó mà đứa con nó coi như nó lỗ lã bao nhiêu đợt, cuối cùng nó có được tiệm sửa xe, bây giờ cũng ăn đến làm ra, bây giờ ngon rồi, bây giờ đứa con rất là ngon. Thì mình thấy một cái thân già còm cõi mà ráng dùng cái xác của mình, phải xài cái xác đúng hơn, chứ bà đã là hết phim rồi, nhưng mà dùng cái xác của mình, dùng cái hơi tàn sức kiệt của mình để mà giúp con. Còn các vị có đọc cái quyển mà thoát vòng tục lụy của tác giả Từ Vân mà ngoài từ Quảng Độ dịch dịch sang tiếng Việt ý, thì Quốc sư Ngọc Lâm Quốc sư đó, cả đời tiếng tâm lừng lẫy từ hồi trẻ về lớn tuổi được vua gọi là triệu thỉnh vào cung là quốc sư, nhưng mà trước khi tịch đó, thì quốc sư chọn đến một cái ngôi chùa nó tồi tàn mà hẻo lánh, không nghèo rách tả tơi ở vùng nông thôn xa vắng quạnh hiu để mà bỏ xác. Thì mà cái ông trong đó ông đâu biết gà là ai, tới lúc mà ông biết được rồi hồn vía lên mây, có nghĩa là cái chùa ông từng là cái chỗ tạ túc cho một cái ông tăng già mà nghèo sơ sát, ông nói chính là quốc sư đã dùng cái nhục thân của mình ý để mà trùng tu cái ngôi Phạm Vũ đó, ghê. Mà ông già bây giờ dẹp cái quốc sư qua bên, lúc này hết quốc sư rồi, nhưng mà đó là ông dùng ngày dùng cái hơi tàn sức kiệt, dùng cái tấm thân cồm cõi mà vô dụng phế liệu của mình đấy, để mà làm một việc cuối cùng trong đời. Đã thấy chưa? Khi các vị có cái lòng đấy, thì đừng có nói với tôi là dốt, là nghèo, là xấu, là bệnh. Không. Trật hết, tất cả được trật. Các vị thấy nãy giờ tôi kể toàn là cái thứ si cà que không? Cái thứ mà gọi như là phế liệu không đó. Nhưng mà mình biết tận dụng cái phế liệu đó đấy, thì mình cũng có thể giúp được cho thế giới, cho cuộc đời nhiều lắm quý vị nha. Và tôi nói rất là nhiều lần đấy, tôi nhắc lại câu nói của bà Teresa, bà nói nếu mà không làm được việc lớn không thì ít ra cũng làm được cái việc nhỏ bằng cái trái tim lớn đấy. Đừng có nghĩ là cái việc làm việc thiện của mình làm trong bóng tối, trong cái sự lặng lẽ kín đáo âm thầm, mọi người biết. Sai đời của tôi, cái đầu của tôi là Tam Bảo, rồi thầy tổ, huynh đệ, chư tăng, Phật tử, những người mà tôi tôn kính. Nhưng mà các vị có ngờ được, các vị có biết được có nhiều cái tấm gương sáng mà nó đã đi vào đời của tôi, vào tim của tôi, vào óc của tôi, vào tâm cảm của tôi, lại là những người Phật tử vô danh. Các vị đâu có biết đó. Các vị có biết. Ngày xưa đó, tôi đi học ở chùa Gia Lam Quảng Hương, người dắt. Có cái gia đình đó, tại vì nó xa quá, tôi đâu có về chùa được. Thì gia đình nó biết, gia đình nó nghèo lắm, gia đình nó thôi giờ nó nhà con nó sát bên Quảng Hương kia, về sẽ ở đi, nhà có gì sẽ ăn cái đó, mà nhà nghèo lắm. Bây giờ cái bà mà mời tôi, bà chết rồi, ung thư phổi, bà chết ngắt rồi, mà đứa cháu bây giờ thì còn cái gì không. Ở nhà tôi nói con bà cụ 90 tuổi mà coi như là nói ra thì bà con hiểu lầm, bà con nói chắc tại siêu được vậy rồi siêu khen, không phải. Tôi thấy đặc biệt 90 tuổi mà chắc thương con cháu nghèo rồi sao, bà ráng mà không có bệnh, bà khỏe lắm, bà mới minh mẫn lắm. Mỗi lần tôi đi học ở bên Gia Lam về đó, bước vô cửa là bà đứng lên liền, chào sư mới về, sư rửa mặt cho tụi nhỏ dọn cơm. Mà các vị nghe, các vị tưởng sang cái nhà nó khổ, một ngày như vậy là phải gói cho được 200 cái bánh ít chứ. Tức là tối chỉ chập mắt có chút xíu thôi là ba bốn mẹ thức dậy để gói cho được 200 cái bánh ít bỏ mối cho người ta. Mỗi ngày thì bán được 200 cái bánh ít bỏ rồi mới chia ra điện nước, rồi nuôi bà ngoại là cái bà 90 đó, rồi có phần của tôi nữa, mà tôi ở đó cả năm trời đó, thấy không, tấm lòng của ta vậy đó, thương lắm. Thương ngày mới gói 200 cái bánh ít tại đất Sài Gòn đó quý vị, tại đất Sài Gòn đó là cái gương cái ồ, thì ra họ vô danh như vậy đó, nhưng mà họ là Bồ Tát đó, vô vị chân nhân đó. Tôi nói thật lòng, chứ không phải là dùng chữ nghĩa sáo rỗng cao siêu ngôn từ quảng cáo, mà đó là thật sự, đó là chân nhân, đó là vô vị chân nhân, có nghĩa là một cái bậc chân nhân mà không có tiếng tâm, không có để lại cái gì hết, mà đi chùa biết thân lắm, lũi thủi đi cửa sau thương lắm, tới giờ cơm ta thương, ta cho ăn không, nó lạy Phật xong rồi lẻn lẻn đi về. Tôi biết, tại tôi cũng thân gia đình nó lắm, tôi biết hai dì cháu biết thân lắm,
biết thân lắm. Người ta vô chùa với nghi, người ta có cơm ăn với hai thầy cha, rồi chả bữa nào người ta có cơm họp, ta phát thì đứng gần gần người quen họ kêu họ đưa, còn không thì hai người cháu lẻn lẻn ra ngoài á, ra ngoài chờ. Hãy nếu mà lễ xong đặc biệt vô thích nghe pháp nghe xong rồi về, rồi xong rồi lẻn lẻn ra ngoài, có mấy lần tôi biết thương lắm, đặc biệt đúng là vô vị chân nhân. Cho nên đừng bao giờ mà nghĩ rằng tôi nghèo, tôi già, tôi bệnh, tôi dốt, tôi xấu rồi tôi không có giúp được ai. Sai, nãy giờ tôi nói toàn là phế liệu không. Cho nên ấy, tu hạnh tu như đất nó có hai trường hợp, tu cho mình và tu cho người. Tu cho mình là cái hạnh nhẫn, hạnh xả, là cái hạnh tu thúc, đó là hạnh tu như đất. Còn hạnh tu như người, cho người có nghĩa là tu như đất, mà cho người có nghĩa là trở thành cái điểm tựa. Các vị biết trong các thứ thiên tai, tôi sợ cái thiên tai này nhất động đất, bởi vì bão tôi có chỗ tôi trốn, lục thì kẹt kẹt tôi còn bu ngọn cây được không? Rồi núi lửa thì tôi chịu khó chạy xa xa chút không, núi lửa bão tố lũ lụt cái gì tôi cũng có cách hết, nhưng mà động đất rồi tôi chịu thua, bởi vì đất nó là điểm tựa sau cùng, mà bây giờ nó chơi mà nó lắc một cái thì em xin là chịu chết. Đất mà có về gì tôi bay lên trời nha quý vị, mà thậm chí sân bay nó cũng không quớt nữa mới ghê chứ, sân bay nó cũng không quớt nữa đấy. Cho nên nó là trong các thứ mà tai nạn mà thiên tai đó là tôi ớn nhất, ớn chạy đậu là cái ông mà ớn chạy đậu á, là cái ông mà là động đất, cái ông đó là vô vương đấy. Cho nên nó tu như đất mà tu cho người đó có nghĩa là làm điểm tựa cho. Mà tôi nhắc lại, bất cứ cái gì ta có dầu là hơi tàn sức kiệt, mà nếu ta có tấm lòng của đất, của mẹ đất đấy, thì ta hoàn toàn có thể làm được cái gì đó cho người khác đấy. Bậy bạ ngu xuẩn nhất là tự sống bằng cái tinh thần tiểu thừa, mặc cảm tự ti, cái đó đúng là tiêu nha bại chủng mạ khô giống tuổi. Khi mà không có tự thấy mình có thể giúp cho người khác, anh có lòng không thế nào? Anh có lòng thì tôi hứa với anh đuôi mù câm điếc tàn tật què cục, anh vẫn giúp cho người khác được. Thậm chí anh thấy con chó mà nó, con chó nó thua con người, mà khi mà nó là nó có lòng, nó thương chủ rồi, nó vẫn giúp cho người chủ được. Nãy mình thua con chó không? Con chó đó mà còn giúp người chủ mù đi qua đường được, quý vị. Nó còn canh giấc ngủ cho người chủ ăn mày được mà, quý vị. Không, tôi nói nặng lời nhưng mà để chi tôi nói rốt ráo đó. Mình có lẽ mình thua con chó hay sao mà con ghi nó còn giúp người ta được mà. Đấy. Cho nên cái hạnh tu như đất nó có hai trường hợp, là tu cho mình và tu cho người, là như vậy đó. Và cái trường hợp thứ hai đấy là hạnh tu như nước, cũng có hai trường hợp, đó là tu cho mình và tu cho người. Thì trong tăng chi nó tu như nước là sao? Có nghĩa là bây giờ mình có đổ đồ dơ xuống nước thì nước cũng vậy, mà mình có đổ nước hoa rải bông xuống nước thì nước cũng vậy. Mình bơi lội trong đó hay là mình tiểu tiện trong đó, mình xúc miệng trong đó, mình bài tiết, mình phóng quế trong đó, thì nước nó không có buồn, không có vui. Không có buồn, không có vui. Một cái hình hài mỹ nhân mà ngâm trong nước thì nước cũng vậy. Mà một thằng cùi ghẻ lỡ, một đứa bé mình mẩy đầy phấn nước tiểu lọt vô đó thì nước cũng vậy. Ai nước cũng chứa hết. Đấy, đặc điểm của nước. Nước không có buồn vui, nước có buồn vui. Nước không có thích và ghét, nước không có phân biệt. Đấy. Và cái đặc điểm của nước là sao? Nước vốn không có hình thể cố định. Đấy. Nó ở đâu thì nó mang hình thể chỗ đó. Tùy duyên nhưng mà nó bất biết. Cái hay của nước là nó tùy duyên mà nó bất biết. Đấy. Mình bỏ vô trong cái chậu hình vuông thì ok, thì nó cái thành khối nước vuông. Mình bỏ vô cái chậu tròn tròn thì nó là khối nước tròn. Bỏ vô cái chậu hình oval thì nó thành oval. À, mình bỏ vô cái chậu hình khối, hình lăn trụ thì nó hình khối, hình lăn trụ. Chỉ vậy thôi. Đấy. Nó tùy duyên đó, nhưng mà nó bất biến. Đặc biệt của nước thì phải. Này. Thì cái tu như nước nó có hai trường hợp. Một là mình tu cho mình và hai tu cho người. Thì tu cho mình là sao? Là mọi tình huống không phân biệt ghét thương, không phân biệt đối xử. Đấy. Và cái thứ hai nữa là tùy duyên nhưng mà bất biến. Đó chính là bằng cách của nước. Đấy. Tình huống nào cũng tu học được hết. Tình huống nào cũng tu học được hết. Tôi nói bao nhiêu lần tôi không còn nhớ nữa. Đó là nói ra nghe nó đạo đức giả nhưng rất tiếc đó là sự thật. Đấy. Đó là tình huống nào cũng là cái thuận duyên để mình tu học được hết. Trước cái đắng và cái ngọt của cuộc đời. Nếu mà nói rằng phải ngọt mới tu là chết, là bởi vì đời này đắng nhiều hơn ngọt. Và liệu khi mà gặp ngọt mình có tu nổi hay không? Đấy, cho nên cái chuyện mà cho rằng ngọt mới tu, đắng mới tu nữa, đó là một cái chuyện rất là bậy bạ phải nói rồi. Và cái chuyện thứ hai,
nhiều người không có tin. À, khi mà nghe nói rằng nghịch cảnh chính là thầy của ta đó, nhiều người nói cái câu đó có lẽ là do ông nào nổ, hoặc cái câu này chắc của thánh nói. Không, câu này rất là giá trị. Năm nay tôi 53 tuổi, tôi nghĩ rằng tôi có quyền để xác định rằng tôi tuyệt đối tin câu đó. Cái câu mà nói rằng nghịch cảnh là thầy khó của ta, thầy giỏi của ta, tôi tin. Những cái gì mà tôi có được trong đời sống của tôi thì rõ ràng nó đi ra từ nghịch cảnh nhiều hơn cái thuận duyên mà ngọt ngào êm ái. Thưa quý vị như vậy. Đấy. Vấn đề là mình do mình tận dụng đó không? Tôi nói cho chị nhỏ nhỏ thôi nha. Là cách đây 12 năm về trước. 12 năm về trước. Hòa thượng Hậu Giác đương nhiên là vua Bali, nhưng lúc hòa thượng cũng bắt đầu bệnh rồi, 2 năm trước khi bắt hòa thượng vua, ngài là vua tiếng Phạn đấy. Ok, đến ngày mệt, ngày lúc tôi đang có thị sĩ, ngài gọi phone từ Mỹ, ngày đó là bữa nào rảnh thầy muốn đọc cho nguyên dịch cái bài kinh Grimananda. Lúc thầy bắt đầu bệnh thầy chú ý bài kinh đó, chú ý bài kinh đó. Thầy biết một cái bài kinh đó hồi thầy còn bé là, nhưng mà bắt đầu đặc biệt là muốn coi nó giống như là cái quyển thiền phổ, cái tập thiền phổ, coi nó là bủ bối phòng thân lúc mà xế chiều đó, thì thầy đặc biệt chú ý bài kinh đó. Vì sao? Vì bài kinh đó là cái bài kinh mà là một cái pháp thoại mà Đức Phật ngày đặc biệt ngày dạy như ngày nay để mà đến đọc lại cho tôn giả Grimananda nghe lúc đó tôn giả đang lâm trọng bệnh. Thì nội dung của bài kinh đó là cái gì? Là tỷ kheo, nói chung như thế này, là gồm các cái pháp quán niệm mà một người khỏe hay là người bệnh, người già hay người trẻ đều phải luôn luôn ghi nhớ 10 cái điều quán niệm đó. Chẳng những quán niệm mà còn phải xem là điều tâm niệm nữa. Đó, thí dụ như cái điều đầu tiên là vị tỳ kheo trong bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi trong phố hoặc ngoài làng, trên rừng hay trong núi, thì cũng thường xuyên tâm niệm rằng sáu căn sáu trần là vô thường. Đấy. Hoặc là cái điều quán niệm nữa là sáu căn sáu trần là vô ngã, do các duyên mà có, do sự hội tụ tổng hợp của các điều kiện, các thành tố mà nên. Ở đây không có ta, không có người, không bỉ, không thử. Buổi đầu nghe giống như là két, nhưng mà cứ thường xuyên đọc như két vậy cũng được. Nó thường xuyên tâm niệm như vậy thì lâu ngày nó thành ra của mình. Khi nó là của mình rồi thì tối thiểu cũng là á thánh. Á thánh là sao ta? Hoa hậu ấy, là người đẹp nhất. Còn á hậu là xích xém tí nữa là thành hoa hậu rồi, nhưng mà nó kém tí tí gì đó, cái gì trong ứng xử. Đấy. Trong ứng xử hay là trong trang phục nó có tí tí trục trặc gì đó, gọi là á hậu, giống như á thánh vậy. Thì tối thiểu là á thánh là nghĩa là sao? Nghĩa là dầu không phải là thánh nhưng mà mình có thể bình tâm trước những cái hoàn cảnh trái ngang nghiệt ngã của đời sống. Các vị nghe các vị mất tin. Mình nghĩ trời sao mà mình khổ, mình phải niệm Quán Âm, niệm Di Đà, niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, niệm ba đời mười phương chư Phật Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, Tiêu Long Bát Bộ, Vô Long Vũ Bá, chứ bắt gì mà mình niệm mấy cái đó nó giúp được gì? Yên tâm, hay lắm. Cái đó là tiên dược, nó là thần chú, đại minh chú, đại đại minh chú. Cứ thường xuyên cái niệm hoài như vậy, sáu căn sáu trần là vô ngã vô thường, mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mất đi, không có ta, không người, không bị, không thử. Cứ nhớ như vậy đó, niệm suốt. Hoặc là cái pháp quán niệm nữa, đó là niệm thân này làm ổ bệnh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không bệnh này thì phải bệnh kia. Khó có ai trên đời này không có ai trên đời này mà không bệnh, và hiếm có cái người nào mà có thể chết đi mà không vì một chứng bệnh nào đó. Cực hiếm. 99,9% là đời sống là phải luôn luôn bệnh, và hầu hết là đều phải vì bệnh mà chết. Này phải nhớ như vậy. Vẫn được quán niệm nữa là thân tâm này nó ổ bệnh, nó ổ, xin lỗi, ổ bất tình. Đấy. Có nghĩa là từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới không. Mà nếu mà không được tắm gội, không được chăm sóc vệ sinh thì mình còn gớm mình, nói gì là người khác. Đừng nói đó là mỹ nhân hay là thằng cầu gì không. Thì đó là những phép quán niệm. Thì tôi nói lần nữa, thầy Hộ Giác của tôi, thầy biết bài kinh từ hồi lúc thầy còn bé. Bản thân tôi cũng biết bài kinh đó từ lúc tôi còn trẻ đó. Đấy. Nhưng mà không, biết là biết cho vui vậy thôi. Nhưng mà khoảng vài năm đó là đây, nó có nhiều cái dấu hiệu lạ trong người. Ví dụ như ngày xưa đó, mình ăn cái bậy bậy đó, mình đau, mình đau bụng, mà tiêu chảy. Cái kiểu đau đó mình biết rành quá, nó đau mấy chục năm, nó đau mà đau để đi tiêu chảy nó khác. Còn bây giờ nó đau lạ lắm.
nó đào giống như ai lấy kim này châm mà châm hổ nhiều nó làm được vài phát ngừng hết, cái lát sau có nó chích nên cái mà lấy kim chích là cái ngừng nghĩ lấy ung thư trời ghê đó. Rồi nó có nhiều cái lạ lắm, thí dụ như là tim, hồi đó mình đọc sách hoặc là mình nghe nói, mình nghe nó bị tim nó mệt thích, mình biết sao, nhưng mà tuổi này tôi biết, tôi chính thức phải nói tôi biết coi như là nó nghẹn ngang vậy đó. Ừ. Nó nghẹn ngang. Nhiều người hiểu lầm khi nghe tôi giảng về tình trạng sức khỏe, tại vì tôi chắc tôi đi gọi tình thương, phải tôi phải đem cái thân cùi này ra để nói cái vị mới tin chứ, vì tôi nói ông tư và tám trương tam lý tứ ngất giám các vị đâu có tin, phải lấy cái thân này là mới tin. Nó ghê lắm, bởi vì sau cái tuổi 50 đó là bắt đầu nó phải chuẩn bị đấy, nó phải chuẩn bị để mà nó đi mà. Thì như vậy mình thấy cái nghịch cảnh nó là một điều kiện để tu rất tốt. Thời trẻ mình gọi là mình tự mãn với sức khỏe, với tuổi trẻ của mình. Đấy. Nhưng mà về lớn tuổi đó, thì chỉ riêng cái mặt sức khỏe rồi chưa hết, những cái thị phi, những cái điều trái ngang trong đời sống mà nhỏ lớn mình không từng biết. Mà khi dấn thân vào làm việc đại chúng, mình va đầu vào những cái động trời đó. Đấy. Thì lúc đó mình mới thấy, chính những cái đêm mà mất ngủ, ấy, cái gì đã cứu mình. Cái Phật Pháp mình xưa giờ mình biết như con vẹt con két đó. Bây giờ mình phải làm sao mà nó lại mới có thể là cái điểm tựa cho mình lúc này, thì không có ai cứu được mình lúc này hết, không cha không mẹ không thầy không tổ không huynh không đệ, không ai giúp được mình lúc này. Lúc này chỉ có cái Phật Pháp mà mình đã biết, vấn đề là mình biến nó từ một cái chiếc lá ở ngoài vườn ấy mà biến nó thành là một chén thuốc để mà uống, biến nó thành một viên thuốc để mà uống, biến nó thành một cái mũi thuốc để mà chích, biến nó vào thành một cái chai serum để mà truyền vào máu, đấy, biến nó thành cái bình oxy để mà thở, cái đó mới là chuyện khó. Chứ hồi xưa giờ Phật Pháp mình học nó chỉ là chiếc lá ngoài vườn thôi, bây giờ mình làm sao mình extract nó, mình chiết xuất nó để nó thành thuốc uống, thuốc chích, cái đó mới là vấn đề này, nhớ nha. Cho nên cái nghịch cảnh nào nếu mà biết tận dụng thì đắng ngọt đều là cơ hội để tu học. Và tôi nhấn mạnh lại lần nữa, đời sống này đương nhiên là đắng nhiều hơn ngọt. Vì sao? Vì một lẽ rất là đơn giản, cái ác mình nó nhiều cái thiện. Đấy, cho nên cứ đẻ ra là đắng luôn luôn nó nhiều cái ngọt. Này. Mà chính cái đắng đó, kinh nói với mà tôi nói, cái Phật như vậy này các vị kheo, bản chất thế giới là đau khổ. Nhưng chính cái đau khổ đó nó giúp cho người ta mới nghĩ đến chuyện thoát khổ. Nhớ nha, bản chất thế giới là đau khổ, nhưng mà chính cái đau khổ nó mới là giúp cho người ta nghĩ đến chuyện thoát khổ. Có thấy cái khổ trong thế giới này mình mới nghĩ đến cái chuyện mình lìa khỏi nó. Chỉ còn tối ngày mà cái trăng thanh gió mát không, trời xanh mây trắng nắng vàng đó là coi như là đời nào mà có thể nghĩ đến chuyện chấp đi sinh tử không. Nhưng mà có thấy những cái chuyện mà động trời đắng cay máu lệ của nhân gian thì mình mới nghĩ đến chuyện thấy đủ rồi. Như nhiều lần trong kinh Đức Phật ngài kể là cái chuyện xưa nào đó, ngài kết thúc này các vị kheo, tất cả đều là vô thường, mọi thứ nay đã đi vào quá khứ, đã trở thành dĩ vãng, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly, để buông bỏ. Này các vị kheo, đây là gốc cây, là ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ để mình sau này phải hối tiếc. Cái bài kia đoạn kinh hồi trẻ đọc không ghê, bây giờ già mới thấy thật. Tất cả đều vô thường, tất cả nay đã đi vào quá khứ, đã trở thành dĩ vãng, tất cả là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Bao nhiêu kiếp rồi mình làm đế vương, làm hoa hậu, làm giai nhân mỹ nữ, làm ngọc hoàng thượng đế, đại phạm thiên, làm ác ma thiên tử, bao nhiêu kiếp rồi, rồi sao, rồi cũng bao nhiêu kiếp trăm kha dưới địa ngục, làm súc sanh, làm ruồi muỗi, dồi bọ ở ống cống, ở hầm cầu, bao nhiêu kiếp rồi, cứ trồi lên độn xuống. Có một cái bẫy nè, cứ đẻ ra trong môi trường nào thì bám chặt cái môi trường đó, cứ vậy mà làm nền tảng sinh tử. Đấy. Cứ môi trường nào thì bám chặt cái môi trường đó. Đấy. Sinh ra làm vua thì dính chặt vào cái ngai vàng, sinh ra làm mỹ nữ giai nhân thì ôm chặt vào cái má phấn môi son áo hồng áo lục. Sinh ra làm thằng trộm, làm thằng ăn mày, ăn cướp, du đảng, làm con gì đi nữa thì bám chặt vào cái điều kiện, cái môi trường sống, cứ vậy mà đi tới. Đi tới. Còn chuyện đi lên đi xuống thì tính sao, mình chỉ biết là đi tới thôi, đi tới trong cái dòng chảy bất tuyệt miên viễn của cái dòng luân hồi, ngán chỗ đó. Đấy. Cho nên
hạnh tu như nước nó có hai trường hợp. Trường hợp một là tu cho mình, và trường hợp thứ hai là tu cho người là sao? Cái đặc điểm của nước nó có nhiều lắm, cái thuộc tính của nước nó nhiều lắm. Nhưng mà ở đây mình nhắc đến những cái thuộc tính rất là căn bản, nói đến ai cũng biết, đó là rửa. Nước nó giúp cho mình tẩy rửa cái ô uế, nước nó giúp cho mình cái sự mát mẻ, nước nó giúp cho mình gọi là nó giúp cho gọi là lưu thông những thứ nặng nề. Các vị có biết không, cái Tử Cấm Thành của Trung Quốc ấy, Tử Cấm Thành của Trung Quốc ấy, được xây dựng đầu tiên vào đời nhà Minh, và từ đó từ nhà Minh cách đến nay cũng gần 500 năm rồi. Nhà Minh tồn tại 200 mấy, nhà Thanh 300 mấy, cũng gần cũng kể 300 năm, cũng 500 năm. Thì cái Tử Cấm Thành ấy, các vị chờ tôi chút. Tử Cấm Thành đó là được xây dựng trên một cái bản vẽ của một người Việt Nam tên là Nguyễn An. Ổng vốn là một thái giám, bị bắt sang Tàu với một tài kiến trúc rất là giỏi. Và trong công trình đó người ta đã sử dụng đến 2 triệu tấn gỗ. Gỗ thì không ai tính tấn, nhưng mà trong trường hợp cần thiết thì phải tính, nói về trọng lượng thì phải tính tấn. 2 triệu tấn gỗ. Mà ai có từng đi Bắc Kinh thì biết, chuyện đầu tiên là những cái xúc gỗ mà đem lẫn cái loại gỗ được sử dụng trong công trình của Tử Cấm Thành đều là gỗ quý hết. Gỗ quý hết. Các vị mà có từng đứng ở trong cái thiên đàng, đàng đem cái rê, đàng cái chỗ cúng giống như đàng Nam Giao của Việt Nam ấy, thiên đàng. Các vị nhìn thấy cái cây cột của nó, mỗi một cái cây cột nó mấy người ôm, mà cái chuyện mà đầu tiên là tìm một cái gỗ quý mà to như vậy, suông như vậy, đó là khó. Mà cái khó thứ hai đó là vận chuyển nó về bằng cách gì? Bằng cách gì? Này, là nhờ cái gì ta? Nước. Các vị biết vào thế kỷ thứ 7 đó, thì ở bên Trung Quốc có một ông vua. Ông vua nổi tiếng là hôn quân vô đạo, nhưng mà ông có một công trình rất là quan trọng đã ảnh hưởng đến lịch sử Trung Quốc nói riêng, mà lịch sử có ảnh hưởng đến một phần lịch sử thương mại của thế giới nói chung. Đó là vua Tùy Dạng Đế. Tùy Dạng Đế, vua trị lạc trác tán tủ sắc cả đời. Và vì vua chỉ vì nghe tiếng là mỹ nữ giang nam Châu Châu Hàng Châu đẹp, cảnh trí nó đẹp, thời tiết khí hậu cực kỳ dễ thương, mát mẻ, ôn hòa, mà muốn tới đó lưu chơi thì đi một cách nào chỉ có được thủy thôi. Bởi vì nước nó có đặc tính là nó giúp cho mình, nó có khả năng nó giúp cho là lưu thông mọi thứ cách dễ dàng. 2 triệu tấn gỗ của Tử Cấm Thành được chuyển về Tử Cấm Thành hầu hết là bằng đường thủy từ các vùng rừng núi xa xôi. Và cái vua Tùy Dạng Đế vì muốn về Giang Nam chơi đã cho người đào cái con kinh Đại Vận Hà dài 1.800 km, để là bất kỳ lúc nào vua chỉ cần ra lệnh một phát là có một đoàn thuyền, một đoàn thuyền thuyền ngữ chở vua và các cung tần đi chơi. Mà tại sao tôi đem cái chuyện rượu bu ra, tôi nói nếu mà không có nước, nếu không có những cái nước, nếu không có phương tiện thủy bộ ấy, thì lịch sử Trung Quốc đã thay đổi. Chuyện đầu tiên được thành cắt bằng cái gì, và bao nhiêu hàng hóa lưu thông trong nước tàu mênh mông đó, nước tàu diện tích cũng tầm nước Mỹ, nhỉnh hơn chút. Mà trong khi cái chiều dài của đường biển nó rất là hạn chế, cho nên tàu nó mê Việt Nam, bởi vì nó mê cái bờ biển Việt Nam tàu. Cho nên phần còn lại của nước tàu là nó chỉ vận hành nhờ cái đường thủy ở trong nội địa nước đặc biệt. Mà mình tu như là nước là sao? Có nghĩa là cái chuyện mà mình tu cho mình ý, là mình giữ tâm như nước, không thích, không ghét, không buồn, không vui trước trần cảnh, đó là tu cho mình. Còn tu cho người là sao? Có nghĩa là mình phải có được thuộc tính mát mẻ, soi dịu thế nhân, tha nhân. Đấy, mình phải có cái khả năng làm lưu thông mọi cái bế tắc của thiên hạ, thì đó chính là tu theo cái hạnh của nước. Cái bậy bạ nhất trên đời này, mình sinh ra mình trở thành cái rào cản cho thiên hạ,
nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Nhiều người vì cái tánh tham của mình, vì cái sân si tị hiềm bủn xỉn của mình mà đã làm chậm lại cái dòng chảy của nhân sinh nhiều lắm. Nhiều lắm, nhất là những kẻ đứng đầu một tổ chức, đứng đầu một đoàn thể, đứng đầu một cái đất nước, đứng đầu một chính phủ. Đấy. Mà dùng cái ngu của mình, dùng cái tham, cái giận của mình, cái ích kỷ của mình, cái dốt nát của mình, mà làm chặn đứng đi cái dòng chảy vốn có và cần có của lịch sử, của nhân, của dân tộc, của đất nước. Có phải là đại họa cho người ta không? Có nhiều gia đình nó đang ngon lành, thì tự nhiên nó chọt trong đó có thằng thằng. Cái đầu óc nó bị trì trệ, ùn tắc. Đấy. Nó có những quyết định rất là ngu sủng, nó chặn đứng người khác. Tôi nói hoài, mỗi lần mà tôi ngừng xe đèn đỏ, tôi lại nhớ tới cái bài học là cái thằng nào, một chiếc xe nào mà nó đứng đầu tiên trong cái đoạn xe mà chờ đèn, cái thằng đó mà nó chậm là nó làm chậm nguyên một cái bài phía sau. Nó chậm, chậm nguyên bài phía sau. Nhớ cái đó, nhớ. Có một lần nữa tôi về Việt Nam, từ Sài Gòn đi ra ngoài Long Thành thăm thăm một trong những sư phụ của tôi. Thì đến cái chỗ mà cái trạm mà trạm thu phí, cả một đoàn xe mà chờ mà không biết chuyện gì. Cuối cùng một lát sau mới phát hiện ra là có cái cô có học lái, cô học lái xe đó, mà hết chỗ tập cổ đi tập ngoài xa lộ, mà cô vô tới trạm thu phí rồi cô không biết làm sao mà lùi, mà cô không biết sao mà tới. Cậu cứ tục tới tục lui như vậy. Đấy, một mình cổ có làm cho nguyên một bầy người phải kẹt phía sau. Thì cái tục tính của nước là gì? Là nó là xoa dịu những cái nó giúp lưu thông những cái ùn tắc. Mình sống trong cuộc đời mình phải có trách nhiệm, ngoài cái chuyện trách nhiệm với bản thân, mình phải có trách nhiệm với thiên hạ, có trách nhiệm giúp cho thế giới nó tẩy rửa. Nó xoa dịu làm mát mẻ những thứ nóng bức, và sau cùng nó làm trôi chảy những thứ bị ngưng trệ. Nhớ cái đó, cái đó điều quan trọng cũng vậy. Trong đời sống, cái gì giúp được người ta, giúp bằng trí tuệ, bằng tài sản, bằng học vị, bằng sức khỏe, bằng cái gì biết, nhưng mà mỗi người phải có đóng góp để thúc đẩy cho cái dòng chảy của thế giới nó được tốt hơn, nó lưu thông, nó trơn nhũng hơn, nó được suôn sẻ hơn. Nhớ cái đó, cái hạnh này, nhớ luôn luôn nhớ rằng tôi có là ai thì tôi vẫn có thể là một chén nước, một muỗng nước, một thùng nước, một xô nước, một bể nước, một ao nước, một hồ nước, một dòng sông, một con suối, một con cạn, và trên hết là một đại dương để cho người khác. Tùy thuộc vào sức đóng góp của mỗi người mà chúng ta là một đại dương hay là một con sông lớn, con sông nhỏ, một con rạch, một con kinh, một con suối, một cái thác lớn, một cái thác nhỏ, hay là một cái ao bèo, ao xíu, hay là một cái mà mình là cái gì để mà giúp ích cho người khác. Tôi nói rất là nhiều lần, các vị học, có học chút ít về hóa chất, các vị biết ở trong không khí có nước, nước nó tồn tại ở rất là nhiều nơi, nước trong không khí, nước trong hơi thở, trong mấy cái hắt xì của mình cũng có nước này, nước ở trong những đám mây, trong những cái đám mù sương, và chưa hết, nước ở trong từng cái hạt cơm mình ăn nó cũng có nước, cộng rau mình ăn cũng có nước. Nước nó nhiều trường hợp, nước nó, số lượng ít thì đủ để thấm môi. Có, tôi đã từng tụng đám cho mấy cái người hấp hối, tôi biết họ ăn uống được nhưng mà họ cần con giáo thỉnh thoảng lấy một tí nước thấm môi cho đừng có khô. Có khi chúng ta chỉ là một tí nước để người khác thấm môi cũng là tốt, khá hơn một chút nữa là một tí nước để cho người ta thấm giọng, khá hơn một tí nữa là cái nước ta đủ để người khác, cho giúp cho người khác đã khác, thấm môi rồi thấm giọng rồi đã cái người đã khác, rồi cuối cùng đủ để cho người ta tắm gội, rồi cuối cùng đủ để người ta ngâm mình, rồi đủ để cho người ta bơi lội trong đó, rồi cuối cùng đủ để người ta buôn bán sinh hoạt và hoạt động trong đó. Tùy những cái lượng nước mà người ta có thể làm gì với nó,
cũng vậy, tùy vào cái khả năng đóng góp, tùy vào cái tâm khả năng đóng góp cho thế giới khác nhau, mà miễn là sống là phải có đóng góp, phải có hy sinh, là đất hay là nước, lúc nào cũng có những chuyện gì, và tùy vào cái khối lượng, cái trọng lượng của nó, mà miễn là mình có lòng giúp thì lúc nào cũng sẽ giúp được người khác. Đất có thể làm điểm tựa cho người khác, nước giúp cho cái sinh hoạt của người khác nó được thoải mái hơn. Còn lửa làm sao? Lửa cũng vậy. Lửa có thuộc tính của lửa đó, nó gồm có mấy điều sau đây. Một là thắp sáng một chỗ tối, làm ấm cái chỗ đó, lửa là những cái thuộc tính căn bản của lửa. Thì cái hành tu như lửa nó cũng có hai trường hợp là cho mình và cho người. Ngài sẽ là Phật, Ngài dạy rằng lửa cái gì nó cháy được nó cháy, chứ nó không bị sạch dơ. Không bị sạch dơ. Lửa không biết giận, lửa không biết giận. Ok, có đủ nhiên liệu thì tôi cháy, không đủ nhiên liệu thì tôi tắt. Đây. À, gặp được cái gì có thể cháy được thì cháy, không cháy được thì thôi. Lửa tránh qua chỗ khác, cháy tiếp qua chỗ khác. Lửa không có hờn giận, lửa không có yêu thương, lửa không có thích và ghét. Đặc điểm của nước lửa như vậy. Đó là mình tu cái hạnh lửa mà cho mình. Còn tu cho người như nãy tôi vừa nói, mỗi cá nhân phải có được ba cái khả năng: thắp sáng, sưởi ấm và nấu chín. Sưởi ấm là sao? Bản thân mình thiếu gì những lúc cô, thiếu gì những chạnh lòng, thiếu gì những phút quạnh hiu. Trong tăng chi, trong chú giải tăng chi phẩm thất giác chi có ghi rất là rõ, một cái hành giả cầu giải thoát phải biết rõ lúc nào mình cần phải tu tập giác chi nào. Khi mà cái tâm nó bị xuống dốc, nó bị thiếu lửa thì phải tu tập cái trạch cần hỷ, ba cái giác chi đó. Mà khi mà cái tâm nó quá bung sung, nó quá là sốc nổi thì phải tu tập cái tỉnh định xả giác chi, ba cái. Còn riêng về cái niệm giác chi thì lúc nào cũng cần hết. Và cái điều quan trọng trong đó là trong đó ghi rất rõ, có những lúc hành giả phải biết sưởi ấm mình bằng cái hỷ giác chi, có nghĩa là phải biết suy tư, phải biết hành trì. Cái này các vị xem cái quyển Kinh Nghiệm Tuệ Quán 2, trong đó có ghi rất rõ là làm sao để đối phó với năm triền cái, để làm sao mà để có thể là tu tập phát triển bảy giác chi trong cái Kinh Nghiệm Tuệ Quán 2. Và sẵn đây cho tôi lạc đề một tí là cái COVID rồi cộng với chính biến của Miến Điện làm cho cái việc xây dựng ở Calama nó bị tạm ngưng. Thì chúng ta có một cái nguồn tin nội bộ là hy vọng là vào trễ lắm là tháng tư năm tới thì mọi thứ sẽ ok trở lại. Nhưng mà tuy nhiên trong thời gian đó, suốt cái COVID kỳ rồi, chúng tôi năm ngoái, năm 2020, chúng tôi đã tranh thủ làm sự bộ điều điển và đã rồi, điển Pali. Bây giờ chúng tôi đang làm một bộ Bách Khoa Thư, làm rất giả đó, nhưng mà phải làm cho xong, trước tuổi 55. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta có, hiện giờ có 5 cái bản thảo đã hoàn chỉnh rồi và đã xin giấy phép rồi, bây giờ chỉ chờ in thôi. Thì 3 tuần nữa là mình sẽ in tiếp. Còn bây giờ trước mắt mình chịu, mới vừa nhận sách chiều hôm qua, đó là cái quyển Nhật Tụng Calama 1. Rồi 3 tuần nữa chúng ta sẽ có Calama 2 và có Chữ Kiếm Thầy Tu. Và cũng phải nói thêm là Chữ Kiếm Thầy Tu này tuy biến là quyển 1 nhưng mà có thêm cái mới vào trong đó, có thêm cái mới và sửa cái cũ, thêm mới và sửa cũ. Và đồng thời cái quyển Calama 1 có, tuy nghe nói là 1 nhưng mà các vị cầm lên các vị sẽ thấy có một nội dung rất là đặc biệt. Nên là trong đó có những cái phần chú giải thêm cái phần commentary ấy. Và đặc biệt có một cái chuyện này, đó là nội dung, cái ban biên tập đã góp ý với tôi là lẽ ra cái nội dung cuốn 1 phải để sau, bởi vì nội dung nó hơi khô. Mà trong khi cái nội dung của cuốn Calama Nhật Tụng 2-3 là cực kỳ cấp thiết cho những cái người mà coi như sơ cơ mù tịt về giáo lý đó.
lẽ ra là không phải đọc được cuốn 2, 3 trước. Nhưng mà do lúc đầu là chúng tôi rút ra từ cái bài, từ cái mấy năm mà giảng tư ngân giảng tăng chi đó, đại giảng tư mà tăng chi, chúng tôi lấy lúc đó giảng cái đại. Nhưng mà bây giờ là ở đời nó có nhiều khi mình làm chuyện mình thích, nhưng thì biết hai ba là đặc biệt là gồm những bài kinh mà tôi cho rằng một cái người dốt nát mù tịt về giáo lý thì rất là cần để mà đọc, rất cần mà đọc. Và đặc biệt trong đó có bản Pali, có bản Pali luôn luôn mà luôn luôn phải nhớ, kinh điển nguyên thủy là phải có Pali. Dù đó là quyển sách tiếng Việt thì cũng phải có chùa có Pali trong mặt đơn, còn nếu không đó là sách dịch thì nếu mà được đó là nó cũng bản Pali kế bên này. Cái đó là tôi cho là tuyệt đối quan trọng, tuyệt đối quan trọng. Tôi sợ nhất đó là có những cái bản, những chúng ta có những người không biết ngoại ngữ, chỉ biết căn cứ về bản dịch rồi hiểu kinh Phật bằng kiến thức Hán Việt của mình. Tôi sợ cái đó vô cùng, tôi cố tránh căn cứ vào chú giải. Tôi cố tránh cái trường hợp là đọc mà ta không hiểu hoặc ta đọc người ta hiểu lầm. Tôi ví dụ một đoạn thôi, tức là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, nó có một cái bài mà Đức Phật ngày nào ngày dạy rằng cái bài kinh nó có duyên sự thế này, là trong một cái kỳ phát lồ Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là mỗi nửa tháng chư tăng làm chư tăng, ngày này ngày hôm sau hỏi ai đúng, mà ngày tụng giới, ngày ngày tụng giới mà tụng căn bản ấy, tức là không làm các điều ác, là thí dụ vậy đó. Rồi về sau này từ từ biết có mấy cái giới với bộ. Thì có một lần nó nhầm cái ngày tụng giới, mà ngày lúc đó đã có giới bổn rồi, đã có giới bổn rồi, tức là 17 trọng giới và 30 cái trung giới và phần còn lại là các tiểu giới. Thì cái đêm có ngày An Nan Thế Chư Tăng đã về đông lắm đầy đủ, thì ngày An Nan mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Chư Tăng đã chờ đợi nãy giờ, xin Thế Tôn tụng giới. Chư Phật im lặng. Tới giữa đêm ngày An Nan quỳ bạch lần nữa, bạch Thế Tôn, Chư Tăng đang chờ đợi Thế Tôn tụng giới. Chư Phật im lặng. Tới lần thứ ba, lúc đó trời gần sáng rồi, thì ngày An Nan quỳ xuống một lần nữa, bạch Thế Tôn, chúng tỳ kheo đang chờ Thế Tôn tụng giới. Đức Phật dạy này An Nan, hội chúng không thanh tịnh, ta là ta không tụng giới. Thì trong kinh nói, trong đó là chánh tạng, mà chú giải nói là trong hội chúng lúc đó có một vị tỳ kheo không ở trong sạch. Đức Phật vì lòng đại bi, ngài biết rằng khi mình có một người như vậy ngồi trong đó mà ngài chỉ cắt lời tụng giới thôi, là người đó bị bể đầu, bị bể cái đầu vỡ bụng vỡ 7 miếng khiếp như vậy. Vì lòng đại bi ngài không anh. Thì lúc ngày Mục Kiền Liên có mặt trong cái hội chúng đó, ngài mới nhìn quanh với cái thần thông này, nhìn quanh ngài tìm ra cái vị tỳ kheo đó, và ngài nắm tay ngài đưa vị đó ra ngoài. Và cái Phật ngài nói là kể từ hôm nay ta không có tụng giới nữa. Đấy. Thì ngài mới thuyết cho các vị về một cái thời pháp, trong đó có nội dung là cái hội chúng thánh tăng của Thế Tôn là không thể có cái sự chấp nhận những cái cá nhân bất xứng. Và ngài kết thúc những cái bài giảng đó bằng cái câu kể thế này, các vị nghe cho kỹ nha. Che kín trời sẽ mưa, mở rộng trời không mưa, do vậy phải mở rộng những gì bị che kín. Khi mọi thứ mở rộng thì trời sẽ không mưa. Tôi đọc lại lần nữa nha. Che kín trời sẽ mưa, mở rộng trời không mưa, do vậy hãy mở rộng những gì bị che kín, nhờ vậy sẽ không mưa. Tôi hiểu đó, tôi chết liền. tôi đọc đó tôi chết liền kiểu không lẽ bữa nay mà thành người Tây Ban Nha, người Do Thái hay ta, sao mà đọc mình không hiểu tiếng Việt Nam của mình, mà tại sao mình đọc mình không hiểu. Che kín trời sẽ mưa, mở rộng trời không mưa, do vậy hãy mở rộng những gì bị che kín, nhờ vậy sẽ không mưa. Tôi khó chịu quá đi, nhưng mà không sao, trẫm bèn mò vào trong bản Bali. Chấm mò vào trong bản Bali coi Đức Phật ngài xài cái chữ gì. Đấy là một. Thứ hai nữa là mình mò ngay vào trong cái commentary bản Bali, không nhớ nha, còn những tình huống còn lại các bố đừng đọc bản, đọc thẳng bản Bali cho con nhờ. Trời đất ơi, tôi đọc cái bản chú giải tôi nói giữa đêm mà tôi muốn khóc luôn. Tôi nói trời ơi, con lại các vị tiền bối, con mang ơn tiền bối để dịch kinh cho đám hậu lai, nhưng mà mấy tiền bối chơi cái trái này, cái trái nổ này lớn quá. Tôi bây giờ bà con nghe nè,
Che kính trời sẽ mưa, mở rộng trời không mưa. Do vậy hãy mở rộng những gì bị che kính, nhờ vậy sẽ không mưa. À, mà cái duyên sự tôi đã kể rồi. Đã, ngài nói về sự thanh tịnh của tăng đoàn. Và ngài kết thúc bằng bài kệ đó. Thì trong trong đó mới giải thích thế này. Đấy, trong chú giải mới giải thích thế này. Bị phạm tội mà giấu á, thì sẽ dễ dàng có cơ hội tái phạm. À, che kính trời sẽ mưa là như vậy. Khi mà mình có lỗi mà mình lại che giấu thì mình dễ dàng có cơ hội tái phạm. Rồi mở rộng thì trời không mưa, thì có nghĩa là khi mà mình có gì mà mình confess liền, mình thú tội liền ấy, cái người mà thường xuyên thú tội đó, thường xuyên nhận lỗi, thì họ sẽ không có cơ hội, hoặc là sẽ ít có cơ hội tái phạm. Bây giờ hiểu chưa? Đấy, như vậy thì che kín thì trời sẽ mưa, có nghĩa là khi mà cứ giấu tội thì cơ hội tái phạm nó sẽ tái diễn hoài. Đấy. À, mà mở rộng không có thì trời không mưa, nghĩa là khi mình có gì mình cứ phơi bày transparency thì ok, cái cơ hội tái phạm sẽ ít đi. Đấy. Do vậy hãy mở rộng những gì bị che kín, nhờ vậy sẽ không mưa. À, như vậy cho nên thường xuyên sống ở trong cái transparency thì cái chuyện tái phạm nó sẽ ít đi, hoặc là cuối cùng nó sẽ không có nữa. Đấy. Như các vị biết, cái khu rừng mà Bồ Tát tu khổ hạnh trong 6 năm có tên là Uruvela. Uruvela nó nghĩa là đống cát. À, mà nhiều người cứ kêu mà không hiểu, tới thời Đức Phật ngày giải thích lý do, người ta mới biết là cái chuyện xưa lắm rồi. Mà đó có cái đám đạo sĩ tu đó, mà ông dặn nhà thế này: mình có lỗi mà mình không có nhận thì không có tiến bộ, nhưng mà nhận thứ nhất có nhiều lỗi nhận ra thì cũng quê lắm. Rồi thứ hai đó, anh em đâu có rảnh mà nghe mình nhận lỗi hoài, mình anh em mà tới 500 mạng mà cứ suốt đêm mà cứ thằng này nó đè ra nó xin lỗi thằng kia, nó nhận tội riết sống ai ngủ cho được. Thôi giờ vậy, ai mà thấy mình có lỗi thì cứ ra ngoài bờ sông hốt nắm cát đổ lên đây này, có đống cát đã quy định sẵn, ai thấy có lỗi thì nửa đêm nữa hôm ra ngoài hốt đống cát để này, không hốt nắm cát. Các vị có biết không, mà ông tu kiểu gì một thời gian hay sao, nó thành cái đội cát luôn. Là cái đoạn cát, cho nên nó và nó có một chuyện lạ là trong tiếng Mỹ nó có cái chữ dune, dune là D-U-N-E, chữ dune, mà tiếng Việt Nam mình nó có chữ đụn, chữ đụn nó là D, chữ D-U-N là đụn cát, đụn cát là cái đồi nhỏ nhỏ, thì tôi thấy chữ đụn cát là giống chữ dune trong tiếng Mỹ, mà nó lạ lắm. Giống như tiếng Mỹ có chữ range of mountain, còn bên tiếng Việt Nam có chữ rặng, chữ range mình có chữ rặng, rặng núi, đây rặng có rê. À, cứ là sám hối riết, mà mấy cha cái mỗi lần thấy mình có lỗi nó chạy hốt nắm, mà riết nó quất cho mày nguyên đồi cát luôn. Và có cái ông lúc hấp hối ông mới nắm tay vợ, ông nói trước khi anh mất anh muốn nghe em nói thiệt một lần là em có phản bội lần nào chưa. Thì bà nói thôi thì phút cuối nói cho anh yên lòng đi luôn cho nó ngọt. Có mấy lần giận anh quá cũng có này nọ với người ta, rồi mấy lần bị cám dỗ cũng có, nói chung là có nhưng mà trước sau thì vẫn là anh thôi, số một, và bằng chứng bây giờ anh ra đi trong tay em. Mà anh nói anh trọng nó cụ thể thì nó cụ thể đi, thì anh nói cứ em cứ nhủ lòng sẽ không có tái phạm nữa. Cho nên cái mỗi lần đến người ta em về em mới hốt một, anh em lấy một hộp đậu em để một cái hộp, thì mỗi lần mở hộp đậu ra là mình nhớ là mình không có tái phạm. Vậy mình cứ tái phạm hoài đâu, không bây giờ hộp đậu đó rồi, đến đây em nấu chè ăn hết rồi. Thì tưởng tượng em nấu chè ăn hết rồi đấy. Cho nên nói nhiều đến mức mà nấu chè được luôn. Okay, đấy. Bây giờ tôi mới quay trở lại cái này, là tôi đang nói về sách đấy. Tức là tại sao phải có sự ra đời của bộ Kalama Nhật Tụng, là bởi vì tôi muốn đọc sách dùm cho bà con. Bây giờ nói bà con đọc kinh tạng đi đó, thì tôi nói nó một biển hai, riêng kinh tạng đó 25 cuốn, mà một cuốn trung bình là 500 cho đến 600 trang. Mà bây giờ nó tính trung bình là 500 trang đi, trong 500 trang mà nhân 25 thì nó lớn lắm, mà chưa kể trong đó quý vị vô biết đọc cái gì không, biết đọc cái gì, mà chưa kể là không có tài nào mà hiểu nổi đấy. Mà trong khi đó nghiên cứu kinh Phật mà cứ đọc toàn là sách của mấy người đời sau họ viết là mình biết Phật nói cái gì. Cho nên cái quan trọng nhất muốn tìm hiểu kinh Phật, tôi lạy các vị phải đọc kinh tạng, đọc thẳng vào lời Phật. Mà bây giờ nó mênh mông đọc cái gì. Đấy, giống như kiểu rồi tôi đi Berlin có lớp học bánh, bà con mới đưa tôi vào ở trong một cái khu mà tiếng Đức nó kêu là Garten der Welt, có nghĩa là Garden of the World,
có nghĩa là vườn thế giới, trong đó nó mỗi một quốc gia như vậy nó có một góc thì vườn Nhật, vườn Đại Hàn, vườn Do Thái, rồi vườn của Á Rập, vườn của Mỹ, vườn của Anh, đúng không tụi lâm? Thì cái chuyện đầu tiên đó, tôi vô là tôi coi cái bản đồ đi, tôi chỉ khoái của Nhật với Đại Hàn thôi, gọi là vườn tàu thôi, chứ còn cái vườn Anh, vườn Mỹ, vườn Do Thái, cái vườn Do Thái nó quốc toàn là siêu rộng, không nhìn nó ngứa mình lắm. Cho nên là tôi nói là vườn của thế giới gạt tên The Best, nhưng mà tôi chỉ là đặc biệt tôi nhắm ngay chắc, tôi nhìn cái bản đồ tôi men, tôi biết à tôi đang đứng ở cổng nào, cổng Đông, cổng Tây, Nam Bắc, từ cổng này đi đến vườn Đại Hàn, đến cổng Nhật là bao xa, rồi lát sau thì tôi có qua bên vườn tàu này. Tại sao tôi kể chuyện đó là bởi vì các vị thấy khi mà mình biết được cái mình cần nó nằm ở đâu á thì nó đơn giản quá. Chứ nếu mà không có bản đồ nào mà tôi bỏ công rồi tôi đi lục banh cái khu vườn đó để mình tìm ra cái vườn Nhật, cái vườn Tây, vườn Đại Hàn, chắc là tới đầm tới Maroc luôn nha. Mà bữa đó tôi không có thời gian, tôi còn phải đi ra ngoài gì, tôi còn tiếp tục đi về Lai Xích nữa. Cho nên ý, cái quyển Kalama nó chỉ là một cái gợi ý cho bà con, tôi không nói đó là tinh hoa. Mấy kinh Phật đối tôi bài không kinh tinh hoa hết, tùy căn duyên mỗi người thôi, không có cái bài kinh nào hay mà kinh nào hết. Nhưng mà tôi xét thấy một cách tổng trên cái tổng quan ấy, để tôi chọn cho bà con cái bài kinh mà tôi cho là thiết thân, là gần gũi, thậm chí là cấp thiết. Thí dụ như mang tiếng Phật tử mà bà con biết được bao nhiêu chuyện về cái gọi là bác quan trai, mang tiếng là Phật tử mà bà con biết được bao nhiêu chuyện về cái kinh nghiệm cận tử, về những chuyện phải làm, phải giúp cho người khác, hộ niệm, trợ niệm cho người khác trong thời cận tử, mà qua kinh điển nguyên thủy, không thông qua thầy bà nào của đời sau hết. Đấy, nhớ nha. Cho nên bây giờ tôi giảng qua trở lại cái đề mục cũ, nghe đề mục cũ, cái đề tài gốc của nãy giờ đó, tôi giảng về tu như lửa đó. Thì cái chuyện đầu tiên tu như lửa, tu cho mình ý, là giữ tâm như lửa, là không phân biệt ghét thương, đấy, buồn vui trước cái sáu trần, trước cảnh đời. Lửa cứ cháy, nào còn nhiên liệu thì lửa cháy hết nhiên liệu rồi thì lửa tắt chỉ về thôi. Đấy. Còn duyên thì sống, còn tu hết duyên thì tắt thở đi về cái cảnh giới nào đó thấy duyên nghiệp nó đẩy đưa. Đó là tu hạnh lửa cho mình. Còn tu hạnh lửa cho người là chúng ta phải hoàn tất được ba cái điều, đó là tu là phải sưởi ấm người khác, tu là phải soi sáng người khác, và tu là phải có cái năng làm chín mùi những giá trị. Đấy. Sưởi ấm có nghĩa là cuộc đời này yên tâm đó quý vị, nó lạnh lắm. Khi nào mà đời mà nó nóng thì chúng ta dùng cái mát của nước. Nãy tôi có nói tu là mình làm mát người khác. Nhưng mà khi đời nó lạnh quá mình phải biết dùng lửa, nghĩa là mình phải biết xoa dịu người khác. Và bản thân mình cũng vậy. Có những lúc mình rất là cần lửa. Lửa đây tôi nói là lửa tâm linh ấy. Thắp lửa tâm linh. Bằng tính, bằng giới, bằng niệm, bằng định và bằng tuệ. Đấy, tu là phải có khả năng cho mình và cho người. Dốt. Già, bệnh, xấu, nghèo, không sao hết. Miễn là anh có lòng, tôi hứa. Cái đối tượng đó anh sẽ ấm, nó lúc nào cũng đầy ra đó, anh yên tâm. Anh nghèo có đứa nghèo hơn, anh già có đứa anh già hơn, anh yếu có đứa yếu hơn, anh bệnh có đứa bệnh hơn, anh khổ có đứa khổ hơn, anh tin tôi đi, có. Anh không phải xấu nhất, bệnh nhất, nghèo nhất, không có đâu, không có. Tôi nói rồi, hồi nãy tôi kể chuyện toàn là dân gần xí lắc léo, không à. Nó gần nước bóng, nhưng mà nó có lòng giúp người ta như thường, nha. Còn cái thứ mà ngồi mà cân đông đo đếm nhiều quá, toan tính nhiều quá, mặc cảm tự ti hoặc kiêu ngạo tự đắc, không có làm được gì hết, mà cứ sống như thật và như giá trị hiện có, với một tấm lòng hy hiến, anh làm được nhiều chuyện lắm quý vị. Này, cho nên cái giá trị của người tu nằm ở chỗ là có khả năng soi sáng cho mình và cho người, có khả năng sưởi ấm cho mình và cho người, và sau cùng là phải có khả năng làm chín mùi những giá trị. Là sao? Học Phật mà nó cứ phiền não hoài, hành thiền mà nó không có tiến bộ. Không phải chỉ vì kết quả trước mắt mà ta buông, mà ta phải nhớ rằng mình phải có lửa trong người. Những giá trị rồi sẽ chín mùi theo năm tháng. Phải tập. Có những cái pháp môn mình đọc mình thấy nó kỳ lắm. Ví dụ như nãy tôi nói quán niệm về tử thi, quán niệm về thể trược, quán niệm về cái tình trạng bệnh tật của cơ thể, nghe nó kỳ lắm, nhưng mà mình đâu có hơn Phật được. Phật thấy có những cái phép quán niệm buổi đầu nó có thể là tự kỷ ấm thị, nhưng mà lâu ngày nó thành ra của mình, đúng không? Cũng hay, phải có khả năng tu học để làm chín mùi những giá trị,
bằng nhiều cách, thực tập thường xuyên để làm chín mùi những giá trị là như vậy đó. Còn đời này không có thực tập, cứ lâu lâu đi chùa sẹt vô ngay cúng dường, sẹt vô ngay nghe pháp, sẹt ngay ngồi thiền, xong rồi đi về, lâu lâu cứ vô làm cái nữa thì còn lâu nó mới chín mùi những giá trị này. Cây trái mình còn vú ép được cho nó chín ép, nhưng mà những giá trị tâm linh thì không. Trong chú giải bộ Phật, trong chú giải bộ Appatthama đó, trong đó có nói thế này: cái gì nó cũng cần đến một thời gian lý tưởng để nó hoạt tất. Trong chú giải ghi như vậy, việc gì trong đời này cũng cần đến một thời gian lý tưởng để nó hoạt tất. Một vị Bồ Tát muốn thành Phật ấy, tùy cái căn cơ của mỗi vị. Có vị phải từ lúc được thọ ký đó, cho đến lúc thành Phật phải mất tới 16 A Tăng Kỳ. Có vị phải mất tới 8 A Tăng Kỳ. Có vị như Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài hành trí tuệ, ngài mất có 4 A Tăng Kỳ. Và đó chính là thời gian tối thiểu để làm chín mùi những giá trị về đạo hạnh, để trở thành một vị Phật. Tất cả chư Phật độc giác đều là những bậc tự ngộ, trên không thầy, dưới không trò, thì phải mất 2 A Tăng Kỳ. Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát Liên, hai vị thượng thủ đó, Thinh Văn ấy, là phải mất 1 A Tăng Kỳ, một nửa thời gian của Phật độc giác, để làm chín mùi những giá trị. Và những vị đại Thinh Văn có những biệt hạnh như đệ nhất Thiên Nhãn, đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Trì Luật, đệ nhất Quả Giới Tam Muội, vân vân, thì những vị đó đều phải cần một thời gian lý tưởng đó là 100.000 đại kiếp để làm chín mùi những giá trị. Và chúng ta thì sao? Cứ tu kiểu ba chớp ba nhán, cầu ầu ơ ví dầu, mà mong thành ông tiên này ông thánh nọ là còn lâu lắm. Phải có khả năng kiên nhẫn và chờ đợi. Các vị biết tôi học được bài học rất là hay từ quyển câu chuyện dòng sông của Herman Hesse. Trong đó cái cô kỹ nữ Kiều Lan, cô tiếng trong bản tiếng Đức á, kêu gọi là Kamala, mà trong bản tiếng Việt thì cô Hùng Khánh, Hùng Thăng dịch là Kiều Lan, chứ đúng ra trong bản Đức người ta xài tiếng Phạn là Kamala, nghĩa là hoa sen. Cô Kamala, cô kiều nữ Kamala này của cổ thương ông thầy tu Tất Đạt Sư Tất Thác, mà thầy chùa, mà thầy chùa ổng chỉ có đời sống tâm linh chứ ổng cái gì cũng dẹt, nhưng mà dĩ nhiên về sau thì ổng ra đời ổng rất là thành công. Nhưng mà có một điều là khi lấy nhau rồi thì có một bữa nó gây gỗ nhau, thì cổ hỏi chứ người nhà anh có được cái gì nếu mình quay trở lại đời tu, anh được cái gì? Anh nói tôi tu đời tu, tôi không có đắc chứng cái gì hết, mà tôi chỉ có ba cái thôi, đó là kiên nhẫn, biết chờ đợi và khả năng nhịn đói. Ba cái giá trị đạo hạnh mà tôi cố gắng làm chín mùi trong suốt thời gian tôi làm thầy chùa: kiên nhẫn chịu khó lắm, thứ hai là biết chờ đợi, và cái thứ ba là khả năng nhịn đói. Làm thầy chùa mà không biết khả năng nhịn đói là thua. Đấy. Như ở trong luật ấy, ghi rất là rõ, đó là giới luật tỳ kheo gom gọn có bốn thôi, đó là giới bổn thanh tịnh, giới bổn thanh tịnh. Ở trong 27 giới, trong sập nhờ đức tin, lục căn thanh tịnh ấy, trong sập nhờ chánh niệm, mà nuôi mạng thanh tịnh ấy, nhờ tinh tấn, và quán tự thanh tịnh ấy, thì nó hoàn tất nhờ trí tuệ. Thì mình thấy muốn có một cái khả năng nhịn đói là phải có cái chánh mạng, mà muốn có chánh mạng ấy, là phải có khả năng tinh tấn. Nhớ cái này là đặc biệt. Về với những cái giá trị đạo hạnh đó, tôi chỉ trích dẫn thôi, nó có khả năng nó làm chín mùi những giá trị. Mình tu hành ấy, mình tu hành là phải có khả năng sưởi ấm người khác, soi sáng, sưởi ấm người khác và sưởi ấm mình, soi sáng người khác và soi sáng mình, và sau cùng là có khả năng lập chín mùi những giá trị. Và cái khả năng chín mùi nó có nhiều cách: một là phải đi đúng đường, và hai là có khả năng kham nhẫn, kiên nhẫn và biết chờ đợi. Không? Thì như vậy thì đó là những thuộc tính của lửa. Lửa là soi sáng, sưởi ấm và làm chín những cái thứ sống, và cuối cùng là hạnh tu như gió. Hạnh tu như gió làm sao? Gió đó cũng có hai: hạnh tu như gió cho mình và cho người. Hạnh tu như gió mà cho mình là sao? Tức là cái nghĩa là gió nó thổi qua cái vùng, nó thổi qua đống rác thì gió vẫn là gió. Gió thổi qua cái tiệm nước hoa thì gió vẫn là gió. Gió thổi qua một cái người ăn mày hôi hám thì gió vẫn là gió. Gió thổi qua một giai nhân kiều nữ mà sức đầy nước hoa đắt tiền thì gió vẫn là gió. Gió trước sau là vậy. Mà gió đi đâu? Gió để lại tiếng động. Nhưng mà sau khi gió đi qua rồi thì tất cả là kết thúc, không để lại gì hết.
Phong lai sơ trúc bất lưu thanh, nhạn quá hạnh đồng vô lưu ẩm. Người tu là phải như vậy. Gió đi qua cái bụi tre không để làm tiếng động, lúc đó đi tới thì cũng xồn xào rồi cũng lung tung lắm, nhưng đi qua mắt rồi thôi. Phong lai sơ trúc bất lưu thanh, cái gió đi ngang cái bụi tre đó đi qua rồi nó để lại gì hết. Mà nhạn quá hạnh đồng vô lưu ảnh, nhạn mà nó bay qua hồ, lúc nó bay thì cái bóng của anh xuống hồ thiệt, nhưng khi nó bay qua mất rồi thì hồ không có lưu gì, giữ lại cái bóng nhạn. Nhớ cái đó. Hoặc giống như ông vừa hổng được cách đây cũng một hai tuần, tôi có nói ông Guy de Maupassant của Pháp, ông còn đưa một hình ảnh nữa, ở đó một tâm hồn thanh thản là một tâm hồn nó giống tấm gương vậy, có nghĩa là cái người vật nào xuất hiện trước đó thì nó soi cho vui vậy thôi, nhưng khi người vật đó đi qua rồi thì tấm gương nó trở lại như cũ, nó không giữ lại hình ảnh của ai trong đó hết. Nhớ nha. Thì tu hành tu như gió nó gồm có hai trường hợp. Tu cho mình là vậy, có nghĩa là một cái khả năng thanh thản trước mọi cảnh đời. Còn cái thứ hai, cái tu như gió mà cho người, có nghĩa là mình cũng y như nước vậy, làm mát lại những cái gì nóng bức và thúc đẩy cái hoạt động của thế giới. Các bạn biết phong điện mà, những cái bánh xe xe gió đó, nó tạo điện, mà điện chính là năng lượng nó thúc đẩy thế giới vận hành. Rồi những cánh bươm trên biển cũng phải nhờ gió, và những chiếc thuyền đi trên bờ đi dưới nước cũng nhờ gió. Ở đây chúng ta có một kinh nghiệm thú vị của người dân sông nước mà cụ Sơn đã bày cho chúng ta, cũng từ cái kinh nghiệm dân gian mà ra thôi. Cụ kể về một câu chuyện ngắn, trong đó có một ông già đi xuồng ở Cà Mau ấy. Khi mà ông đi với một cậu thanh niên, khi mà gặp cái lúc mà gió xuôi mà nước ngược, thì ông mới chặt một cái nhánh dừa nước. Gió xuôi mà nước ngược thì ông mới dựng một cái tàu lá lên để cho gió nó thổi vô cái tàu lá đó, nó đẩy chiếc xuồng đi. Nhưng một lát sau, khi mà đi đến một cái chỗ đó mà nước ngược mà gió xuôi, thì ông mới bỏ cái tàu lá xuống, mà ông chặt một cái nhánh cây, ông thả nó xuống nước, thì nước nó xuôi thì nước nó sẽ cuốn cái nhánh cây đó đi, thì nó cuốn theo chiếc xuồng. Nhà nghe kìa không? Đó. Cho nên trong đời sống mình phải có khả năng mà thúc đẩy những cái ùn tắc, những ngưng trệ là như vậy đó. Biết tận dụng nước và tận dụng cái sức gió. Thì đời tu mình đó, tu như gió nghĩa là một là mình có được cái sự thanh thản của gió, sự buông bỏ của gió. Gió không bám chấp vào đâu hết. Các vị còn nghe không? Chứ gật đầu thôi. Rồi, cảm ơn. Tại vì tôi đang giảng, tôi nghe có người kêu tôi vô duyên, tôi nghĩ là chắc tôi giảng mà con hết nghe mà con mới kêu. Thì cái hạnh tu như gió mà cho mình là vậy đó, giữ cái lòng thanh thản, buông bỏ, không có làm cho mình bị nặng lòng với bất cứ cảnh đời nào hết. Và cái thứ hai, tu như gió mà cho người, ở đây nó gồm có hai. Một là xoa dịu những cái nóng bức, nó làm bán mùi những cái chỗ bị nặng mùi có gió mà. Và cái cuối cùng là nó thúc đẩy những hoạt động, nó y như nước vậy, nó làm thúc đẩy những hoạt động, nó giải quyết những cái ùn tắc ngưng trệ. Ở đâu có gió thì đó nó thâm. Lạ lắm. Tôi ở dưới phố Arao, hoặc là tôi về trên núi Bethenberg, chỗ nào tôi ở thì cũng phát hiện ra một cái chỗ đó, nó là luôn luôn nó có một cái cạnh nào đó của ngôi nhà có cái cạnh nào đó, gió nhiều hơn chỗ khác. Mà chỗ đó thì không có mũi, chỗ đó vừa không mũi vừa không mùi, mà chỗ nào mà nó khuất gió đó, thì dễ có mũi dễ có mùi, đặc biệt cái đó không. Mà người tu tránh cái gì? Tránh mũi và tránh mùi. Nhớ cái này. Ở ngoài thực tế, ngoài đời có mũi có mùi là không tốt, mà trong nội tâm mình tránh mũi tránh mùi, mà muốn có được là phải có gió. Gió đây có nghĩa là cái sự buông bỏ tất cả những gì mình thích hay mình ghét, thì nó đều do ba điều kiện: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Từ ba cái này nó khiến cho mình thích và ghét cái này cái kia. Và từ cái thích ghét á, từ ba cái đó mới tạo ra thích ghét. Và từ cái thích ghét nó mới tạo ra cái hạnh phúc và đau khổ. Có được cái mình thích thì mình gọi là hạnh phúc, mà bị chấp nhận cái mình ghét mình gọi là đau khổ. Mà nếu mình hiểu cặn kẽ như vậy thì cách nhìn của mình về thế giới nó khác đi nhiều, nó thoáng, sống như gió vậy đó. Cứ luôn luôn nhớ rằng tại sao mình khổ là bởi vì mình phải chấp nhận cái mình ghét. Tại sao mình hạnh phúc là bởi vì mình có được cái mình thích. Đấy. Mà cái thích ghét đó ở đâu nó ra? Là do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Do ba cái đó tạo ra thích ghét, và do thích ghét nó tạo ra đau khổ và hạnh phúc. Mà toàn bộ đời sống mình chỉ có hai thứ đó thôi. Nhớ nha. Ok, hôm nay ôn tập lại cho bà con những cái kinh nghiệm tu học thông qua hình ảnh của bốn đại.
và mong rằng bà con mai mốt, bây giờ mấy bài giảng này hoàn toàn không có gì khó nhớ hết, bà con nhớ chừng chừng, đi đâu nhìn nước chảy, đi đâu nhìn ngọn lửa, đi đâu nhìn thấy gió thổi cứ nhớ, nhớ đã có từng nghe một bài giảng. Người tu là phải tu như đất, nước, lửa, gió, và có hai trường hợp, tu cho mình và tu cho người. Tu cho mình làm sao và tu cho người làm sao. Chúc các vị bữa nay thành cung đất hết. Okay. Dạ. Chúng con tri ân sư. Dạ. Chúng con xin kính chào sư. Rồi, một bài học rất thú vị ha quý vị. Đất, nước, lửa, gió cũng là tứ đại mà mình thường thường xem xét. Anh Kiên xin cho nhân một phút ở trên Facebook với các bạn. Là quý vị đã thấy trên Facebook của sư, sư đã để cái cuốn nhật tụng Kalama 1 và chuẩn bị ra Kalama 2. Thì nhân cũng có Kalama 1, nhân cộng đọc qua rồi. Thì như sư nói đó, sư đọc sách giùm mình, rất là quý quý vị. Quý vị nên có một cái cuốn nếu mà quý vị thật sự là muốn tu tập, cũng là hành trang cho quý vị ha. Rồi một cái nữa là gán ôm cuốn kia, những cái bài kinh và những cái cuốn sách của sư để trở thành Á Thánh. Quý vị nhớ nghe, Á Thánh nha. Rồi, nhân và anh Kiên kính chào quý vị và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau của sư. Xin chào quý vị và chào quý vị. Cảm ơn anh Kiên và chào mọi người nha. Yeah.